Người ta gọi là đeo như sam đấy, là con sam đấy. Hai con sam nữa chứ? Vâng. Ơi, con này cũng đồng ra. Hai con nữa chứ? Cái gì? Một con này. Một, hai. Mẹ hỏi là hỏi lúc nãy mới giới thiệu đó. Con đồng thì nằm ở trên cái đó đó. Một con à. Hai con. Hai con gì vậy? Một. Cá mau tiên cánh quạt.
Hồi nữa bên hồ cá Trí Nguyên rất nhiều san hô.
vật biển còn gọi là rong biển. Thank you.